Chào đón quý vị và các bạn đến với Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản Ông Mai Hẹn Hò. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi, họ ở hai nơi khác nhau quý vị. Hôm nay chúng tôi kết nối online nha. Quỳ Linh, Ông Mai Hẹn Hò sẽ kết nối những cặp đôi online. Mọi nơi có thể đăng ký đi tìm kiếm một nửa mảnh ghép của mình. Đừng ngại ngùng gì cả, hãy đăng ký với chúng tôi. Ngay bây giờ thì hai bạn xuất hiện nhưng mà hai bạn chưa bao giờ thấy mặt nhau. Một chút xíu khi mà gặp mặt thì chúng tôi sẽ kết nối kỹ thuật cho hai các bạn nhìn nhau. Bây giờ thì mời bạn nữ giới thiệu về mình. Chào mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nông Thị Hường, nhưng ở ngoài đời mọi người cứ gọi mình là Thời Thiên Hương, vì cái tên này mình rất là thích, nó gắn liền với công việc cũng như là sự nghiệp của mình. Mình năm nay 25 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Đắk Lắk. Mình là dân tộc Tày, hiện tại đang làm việc và công tác tại Bình Dương. Mình là nhân viên kinh doanh cho công ty thương mại dịch vụ ô tô Suzuki Nam Á, thành phố Thủ Dầu Một. Mình là một cô gái rất là năng động, vui vẻ, hòa đồng, sống tích cực, nhiều lúc cũng hay buồn hay khóc. Hương có điểm yếu ở đây là hay nóng, rất là nóng tính, hay giận cả chém thớt, hay ghen nữa. Hương có sở thích là thích đọc sách về kinh tế, đọc sách về truyền cảm hứng và cũng thích hát nữa. Hương trải qua 5 mối tình đầu tiên và mối tình thứ tư là mối tình sâu sắc nhất đối với Hương. Còn lại thì cũng chỉ là yêu cho có lệ thôi, chứ không có tình cảm. Hương mong muốn là sẽ tìm được một người bạn trai có tính quyết đoán và sống tích cực, biết làm ăn, đặc biệt là trung thủy, không được nói dối. Trời, chào em xin chào anh Quỳnh, chào các bạn cũng như là chào bạn Nam. Lý do tại sao lại biệt danh nó nghe lạ vậy Hương? Dạ, khi mà em đổi cái tên này là em có thêm cái công việc là tự do, thì em phải đổi biệt danh để cho công việc nó thuận lợi hơn. Thì từ đó thì em thấy khi mà mình đã đổi tên rồi thì công việc mình thuận lợi hơn thật. Dạ, đúng. Thời Thiên Hương tức là Hương tới thời. Tới thời của Hương. Trong cái việc kinh doanh mình cũng sẽ phát triển, gọi là tới thời nó phải lên như diều gặp gió nha Hường nha. Dạ, em cảm ơn anh. Xin mời bạn Nam. Mình tên Lê Bạch Long, mình sinh năm 1994. Mình cao 1m69, cân nặng 67kg. Hiện tại mình đang sống và làm việc ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của mình đó là mình phụ giúp công ty cho mỹ phẩm cho gia đình. Ưu điểm của mình là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng với người khác. Nhược điểm của mình là mình rụt rè, nhút nhát, không biết thổ lộ tình cảm. Sở thích của mình đó là mình thích kinh doanh, thích đi du lịch và thích chơi mô hình điều khiển từ xa. Mẫu người bạn gái của mình đó là mình mong cao 1m55 đến 1m65, hiền lành và dễ nhìn, biết chăm lo cho gia đình. Lời nhắn nhủ tới bạn gái trong chương trình là mình rụt rè nhút nhát, mong bạn gái chấp nhận. Dạ, con chào chú Hiền Linh và chào tất cả bạn gái bên kia. Vậy thì hai bạn đang làm việc rất là hợp với nhau, tức là đều kinh doanh cả. Hy vọng rằng với sự kết nối này chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn trong cái ngành nghề của mình, cùng phối hợp trong lĩnh vực kinh doanh nha. Chia sẻ chút xíu về đường tình duyên của mình. Dạ, con chỉ có một mối tình thôi ạ. Dạ, mối tình đó là hồi học cấp 3, quen được 5 năm. Rồi sau đó lính về, rồi con cũng qua hỏi cưới bạn đó. Và bạn thấy con chơi game nhiều quá, tên bạn nó bỏ, không có quen con nữa. Trời đất ơi, cô gái nào kỳ, ta chơi game mà bỏ luôn vậy đó hả? Kỳ này là bỏ bớt chơi game chưa lâu? Bỏ luôn rồi ạ. Bỏ luôn rồi, có chuẩn bị gì để cưới vợ chưa? Chuẩn bị tiền, chuẩn bị nhà, cưới vợ rồi ạ. Trời ơi, ngon vậy. Khoảng kinh phí nhiêu cái cưới vợ được ta? À, 100-200 triệu ạ. 100-200 triệu hả? Tới chưa? Được chưa? Được rồi ạ. Được rồi, khỏe rồi, có nhà luôn rồi ha. Dạ, chỉ đợi bạn Hường, bạn đồng ý là con cưới luôn ạ. Trời ơi, ngon lành. Vậy thì sao bạn Hương? Nếu mà được thì cưới luôn cũng được. Cưới luôn cũng được luôn. Bây giờ Linh sẽ có 5 cái câu hỏi để xem các bạn có hiểu ý nhau không, trả lời có trùng khớp với nhau hay không. Câu hỏi đầu tiên chúng ta chuẩn bị nha, hai bạn cùng trả lời xem có hợp ý hay không. Bạn có tin vào tình yêu sét đánh hay không, vì sao? Em thì có tin vào tình yêu sét đánh, tại vì khi mà em cũng đã từng thực tế là trải qua rồi, khi mà em đi học mà em thấy cái bạn đấy, bạn không học cùng lớp với mình nhưng mà bạn học rất là giỏi,
mà cái gì bạn cũng có, ưu điểm mạnh cái gì bạn cũng làm được hết, kể cả hát. Khi mà bạn diễn văn nghệ á, trời ơi mình rất gì mình có bạn trai như vậy. Khi mà mình đi đám cưới á, cái bạn đấy lên hát, xong rồi bạn ấy gặp mình rồi bạn ấy xin số mình, mà mình đã có tình yêu trước đánh ở chỗ đó rồi, thì mình có tình cảm trước đó rồi, mình đã gặp trước đó rồi, nên bây giờ là bạn ấy tỏ tình với mình nữa, và rất là thích. À, mình tin điều đó là có muốn đánh và không cần phải tìm hiểu gì nữa, nói chung đủ rồi. Còn Long? Dạ con cũng tin có tiếng xe tình à. Ví dụ như mà mình nhìn bạn á mà có nét mà mình thích, thích bạn luôn rồi. Là khi thích là thích đúng không? Rồi con câu số 2, bạn thích đi du lịch ở biển hay là ở núi? Thì tôi thích đi du lịch ở biển, tại vì cũng không thích nước nhiều, thích lên núi thôi. Tại vì em là quê, là thực sự là mình lên quê của bố mẹ em ở Cao Bằng, thì vào lập nghiệp ở Đắk Lắk, nhưng mà toàn núi rừng thôi. Mặc dù mình sống ở trên đó quen rồi, khi mà mình xuống biển du lịch á, thì cũng chả có thấy chỗ nào cũng đẹp bằng trên núi. Tại vì trên núi có rất nhiều núi, thì lập nghiệp nó cũng là rất nhiều. Còn bạn nào? Dạ con thích đi cả hai luôn ạ. Tại đi nếu túi thì hồi đó con có đi lính lên đóng đô núi, con cũng thích, thích nhìn chim chóc rồi đi leo rồi đi cắm trại cũng vui à, nhưng mà con vẫn thích đi biển hơn à. Vậy bạn Hương thích núi còn bạn Long thích biển nhiều hơn, thì bổ sung nhau lúc đi biển lúc thì đi núi nha. Tiếp theo là con vật mà bạn thích nuôi nhất là con gì, mời bạn Hương. Từ nhỏ tới lớn là em không nuôi con gì hết, em không thích con gì cả, em không yêu động vật. Mời bạn Long thích con gì? Dạ con không thích con chó à, chó nó gần gũi con người. Tiếp theo, thể loại nhạc bạn thích nghe nhất là nhạc gì? Em là em thích nghe nhạc nghe và thích nhạc rap, nhưng mà đặc biệt tâm trạng đôi lúc mình cũng nhiều lúc cũng kiểu dạng giống như thất tình, nhiều lúc thất nghiệp, nhưng mà mình cũng trong tâm trạng thất tình thôi, không chỉ biết nghe nghe mấy nhạc này thôi. Thì là khi đi ngủ cũng bật nhạc đi ngủ. Bạn Long, thể loại nhạc bạn thích nghe nhất là gì? Nhạc không lời, là nghe hay, với lại bolero thì mà nhiều bài lớn tuổi cũng hay à, nghe nó cảm nhận được à. Theo cái hồ sơ là bạn Hương hát rất hay, bạn thể hát liền ngay một đoạn nào đó để tặng cho bạn Long nghe, chưa thấy mặt nhau mà nghe giọng coi nó ngọt ngào không nào. Em cũng xin được gửi tới em khúc Bình Dị Ít Sau. Vẫn hướng thương cũng hết sau hai chia tay, ngàn lời mưa rơi mãi theo gió bay, vì cuộc đời dài ngắn ai biết ngày mai sau, coi xong quá muôn lần mất nhau cay đắng muôn phần. Hay quá. Hay, rất là ngọt ngào. Rồi, câu số 5, giữa nấu ăn và rửa chén, bạn sẽ chọn công việc nào? Tôi hay rửa chén lắm á. Em là một người thích vào bếp. Nếu mà đã sống chung nhau, thực sự mà đến được với nhau có gì thì em sẽ không để cho chồng mình vào bếp. Tại vì bếp là của mình, không được phép vào. Tất cả ăn em có thể dọn bát và em rửa chén theo ý của mình, không ai được phép được. Em rửa luôn. Còn bạn Long, bạn thích rửa chén hay nấu ăn? Dạ con thích người bạn gái biết nấu ăn hơn, chứ con không thích nấu ăn à. Luộc trứng hoặc là chiên trứng rồi mì gói rồi này nọ thì cũng biết nấu sơ sơ thôi nhỉ. Mà sẵn tùy bạn mệt thì con vẫn sẵn sàng con xuống bếp con rửa chén được à. Cái gì con làm cũng được hết à. Rồi, qua những cái trao đổi như thế thì cảm giác rằng mỗi bạn đang chưa trùng khớp với hiểu ý nhau nhiều hơn, và mỗi bạn sẽ bổ sung cho nhau để chúng ta hoàn thiện 5 cái câu hỏi này nha. Quỳ Linh sẽ mời hai bạn bắt đầu chúng ta gặp mặt nhau để xem như thế nào nhé. Bộ phận kỹ thuật chúng ta kết nối bạn Long với bạn Hương nào. Dạ, em xin chào bạn Nam. Hồi nãy có nói chuyện rồi. Bạn xinh quá. Hồi nãy có nói chuyện rồi, không biết là anh cảm nhận như thế nào. Em tính thấy em giỏi, giỏi giang. Vừa biết kinh doanh mà vừa biết vô bếp nữa, là người con gái giờ là kiếm hiếm lắm. Tại vì em nói chung là em sinh ra trong miền quê nông thôn, cái gì cũng thiếu thốn rồi, cái gì cũng trải qua hết rồi. Nhưng còn bây giờ ra ngoài xã hội mình tự lập đó, mình cái gì mình cũng phải tự làm hết.
Em thấy anh sao? Em thấy anh có khuôn mặt rất là sáng, trong, rất là trẻ. Nói chút xíu về hẹn hò nhau đi, để xem sau câu chuyện này chúng ta hẹn qua dịch như thế nào đó. Bạn nào thích hẹn ở đâu đó? Vậy em làm ở Bình Dương hả em? Dạ đúng rồi, em làm ở Bình Dương. Ví dụ như mà một tuần thì em rảnh được lúc nào? Bình thường không có dịch á, là em đi làm suốt, em không có nghỉ và em cũng không có biết mình nữa. Vậy lúc nào em mới đi chơi với anh được? Lúc nào đi chơi với anh thì anh phải chủ động chứ sao mà hỏi. Cứ đi chơi thì phải đi chơi cũng được, tại vì em cũng không biết chơi. Long ơi, trong tình yêu á, Long mình phải chủ động, mình hẹn hò bạn gái chứ mình hỏi tuần em gặp anh mấy lần. Mình phải chủ động là mình cứ hẹn hoài luôn, hẹn chừng nào được, hẹn càng nhiều càng tốt nha Long nha. Tại em nhát lắm, em không biết nói chuyện, cũng không biết nói sao để cho bạn đồng ý nữa, chứ em là em thật thà chứ không có nổi rồi. Vậy thì Hương có thể chủ động trong cái chuyện hẹn hò được không Hương? Dạ được ạ. Đó, trời ơi, ngon lành, Hương số 1. Bây giờ Quỳnh Linh sẽ có 5 lá thăm với các chủ đề. Hai bạn chia sẻ câu chuyện của mình cho nhau nghe để ta hiểu rõ về nhau hơn. Rồi bây giờ thì Quỳnh Linh sẽ mời các bạn đến với 5 lá thăm. Mời bạn nữ chọn lá thăm. Em chọn lá thăm thứ 3. Thứ 3, rồi lá thăm thứ 3. Trong 4 phút hãy kể chi tiết về cuộc đời mình với người đối diện. Em là một con nhỏ thì nhỏ lớn mất gì. Đã sinh ra trong một môi trường khó khăn, nói chung là mình quê nông thôn, cái gì cũng thiếu. Thế cũng rất vạn từ bé, nên mình cũng được làm được từ nhỏ. Với mất chỉ riêng mình làm mẫu. Thì mình thì đi chăn bò chăn trâu. Khi mà mình đang còn học cấp 1 thì ở với bố mẹ, cấp 2 vẫn ở với bố mẹ. Cấp 3 thì tự lập ở ngoài, mình ở ngoài rất là xa. Cũng phải ở trọ mình đó. Rồi mình cũng phải tự sống, tự túc, tự làm, tự nấu, tự ăn. Bố mẹ cung cấp cho mình. Khi học sinh viên cũng vậy. Mình đã tự lập từ bé rồi nên khi mà mình ra ngoài xã hội rồi mình đi làm, mình xin việc này nọ, mình làm tất cả những khó khăn, mình không cam chịu số phận như hồi xưa của bố mẹ nữa. Mong muốn là sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn thì mình sẽ xuống Bình Dương để lập nghiệp. Lúc mà mình mới xuống đây thì năm 2019 thôi, rất là khó khăn, nhưng mà vì suy nghĩ tươi đẹp lên, tích cực lên. Và mình cũng rất là thích đọc sách về kinh doanh, đọc sách về truyền cảm hứng, nên nhiều lúc mình học được rất là nhiều cái. Rồi đi ra ngoài trải nghiệm, cũng thực tế học với người này người kia, mỗi người một ít, tích tụ lại thì mình cũng cảm thấy là cuộc sống mình đi lên. Rồi mình gặp công việc cũng thuận lợi nữa, bây giờ cảm thấy ổn định. Tình cảm thì mình không có tập trung gì hết. Nói chung là từ lúc mà mình mất niềm tin vào tình yêu rồi á, mình cảm thấy là không có quan trọng nữa, chỉ muốn đi làm và đi làm thôi, trong đầu lúc nào nghĩ vậy thôi. Còn bạn Nam thì sao? Đó thì anh được bao bọc từ ba mẹ, sau anh đi lính về thì lúc đó năm 2013 đi lính á, đi lính về hai năm về và anh phụ cha mẹ. Nhưng mà sau này ví dụ như mà anh kết hôn á thì anh cũng ra ngoài đường, anh cũng tự lập, anh cũng tự ba cũng chỉ anh kinh doanh mỹ phẩm và kinh doanh bất động sản á, nên anh mong em cho anh một cơ hội để tìm hiểu nhau và hai đứa mình đi kinh doanh. Em cũng thấy hồi nãy nói chuyện thì thấy em cũng có nhiều quan điểm, nói chung là cũng có nhiều điểm chung đối với em, thì em thấy anh chắc cũng là một người lý tưởng, cũng là một mẫu người đàn ông mà em thích. Hay quá, chỉ 4 phút thôi chúng ta đã nói được một số cái vấn đề ha. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Mời bạn Nam chọn ạ. Anh chọn câu số 2 ạ. Kỷ niệm đáng sợ nhất của bạn là gì? Bạn Nam trước đi. Anh làm cho ba mẹ khóc vì ba mẹ chơi game nhiều quá, không có tu chí làm, lúc đó cũng có bồ á, nên ba mẹ khóc và người yêu lúc đó cũng bỏ đi, nên mình thấy mình sẽ cố gắng hơn nữa mà không chơi gì hết trơn, bỏ luôn, và chỉ biết giờ chỉ biết đi làm, thấy đi làm rồi để dành tiền mà nữ rồi. Em thì kỷ niệm đáng sợ nhất là hồi còn nhỏ, nhớ hoài luôn, nhớ mãi luôn, là lúc đấy là đi trong rừng á, đi chăn con trâu á, thế là nó bị lạc. Mình đi tìm, mà mình đi tìm là mình lạc trong khu rừng đó. Trời ơi, nó trời mưa tầm tã, mưa to, rất là to luôn. Mà một mình mới có học lớp 5 thôi, cái khu rừng đấy rất là xa, toàn là rừng rậm, quay góc không. Mà mình đi qua góc này cũng không ra được, góc kia cũng không ra được, rồi phải chui ra.
lúc đấy là vừa mò đường mò vậy này, trôi qua cái bụi rậm bụi gai xong rồi tìm đến bờ suối rồi mới về đến nhà được. Nói chung là từ đó về là rất là cảm giác đấy rất là sợ mà cũng gọi là kỷ niệm luôn. Cái khu rừng đấy có rất là nhiều tiếng chim rồi tiếng vang động, mình càng sợ là mình chạy theo cái âm thanh đấy mà chạy tới nơi thì nó lại xa hơn nữa, chạy tới nơi nó lại xa hơn nữa vậy đó, rất là sợ. Anh cũng cảm giác điều đó, anh cũng gặp nhiều lần rồi, càng chạy nó càng xa mà càng chạy nó càng gọi là tới cho mình lớn hơn nữa ha. Hương phải nói có một cái kỷ niệm, những cái ký ức không bao giờ quên ở trong rừng như vậy. Mời bạn Hương tiếp tục chọn lá thăm thứ ba. Em chọn lá thăm thứ nhất ạ. Bạn mong gia đình mình sẽ thay đổi cách giáo dục nào lúc nhỏ đối với mình? Đối với em á thì cái gia đình của em á là tại vì mình sinh ra trong môi trường khắc nghiệt mà, thì bố mẹ em rèn luyện cho em từ bé và bố em cũng rất là nghiêm khắc. Nhà em có ba anh em, có hai anh trai, em là con gái út. Nhưng mà khi mà hai anh trai lúc nào cũng quậy phá gì đó, tôi còn nhỏ quậy phá lắm, thì em gái lúc nào cũng phải đi theo anh mà. Khi mà anh trai đầu làm sai cái gì đó là mình cũng bị đánh luôn. Bố bảo là khi mà một người sai thì lôi đứa này ra đánh, nghịch nhất lôi ra quậy đánh, làm sao để cho mấy đứa khác noi gương theo, nhìn đấy mà làm gương. Cho đến bây giờ bố mẹ rất là tin tưởng vào con ngoan hay không á, ra ngoài này nọ, bố mẹ rất là tự tin vào con cái, rất là tin tưởng nên cho ra ngoài làm ăn đó. Nói chung là về cách giáo dục thì em cũng không mong muốn là thay đổi, như vậy là được. Còn anh, nhóm em á thì ba mẹ nhỏ cũng y chang gia đình em, nhà em vậy á. Nhà anh cũng có ba anh em, anh làm sai thì hai đứa em nên cũng bị đánh, và thằng em làm sai thì ba đứa cũng bị đánh, dạy nghiêm khắc từ nhỏ lắm. Nhưng mà ba mẹ anh chỉ có khác em xíu là anh được bao bọc từ nhỏ á, cho nên dạy nghiêm thiệt, nhưng mà vẫn được cưng chiều. Thì anh mong sao á là sau này ví dụ có con cái á, anh cũng dạy như Trang vậy, nhưng mà anh không có cưng chiều như bây giờ, anh sẽ cho va chạm giống như em. Chúng ta sẽ chọn câu hỏi tiếp theo, mời Long. Câu hỏi thứ tư ạ. Anh không thích điều gì bị mang ra làm trò đùa? Dạ, con thích mọi người mang chuyện tình cảm của con ra, hoặc là thấy con có buồn cứ đem lên cứ chọc con hoài à. Con thích vậy ạ. Chọc con trai gì này kia mà cũng thích vậy, cho con không thích người ta đem cái đó ra làm trò đùa, quê xấu hổ. Trời, có người yêu mà quê xấu hổ thì bạn nói xấu hổ, thường thấy không, thấy Long nhát gái dễ sợ chưa? Bạn Hương, hãy nói cho Long biết đi. Em thì cái chuyện tình cảm thôi, mà ví dụ như là anh một bạn nam nào đó tán tỉnh em, trong khi đó có gia đình hay là có người yêu rồi mà nói ra không, nhưng mà người ta rất là thích mình, mà anh nói là anh không có người yêu, anh không có vợ, thì đâm ra là anh đã lại lấy cái tình cảm của mình á đem ra làm trò đùa. Cái này là tối kỵ luôn, em không thích cái điều đó, cũng gọi là anh đưa cái tình cảm của em làm trò đùa của anh đó, em rất là tối kỵ cái điều đó luôn. Vậy là hai bạn hợp ý nhau về điều này đó. Thật ra là cũng chẳng ai muốn cái chuyện tình yêu của mình bị đem ra bàn tán mà làm cái trò đùa đâu ha. Tình yêu nó là cái gì đó nó rất là thiêng liêng, và chúng ta phải thật lòng với nó, thật tâm với nó, dành cả trái tim yêu thương của mình với nó, thì tình yêu mới gọi là tình yêu đích thực ha. Thôi bây giờ chúng ta sẽ chọn lá thăm cuối cùng. Lần cuối cùng mình khóc một mình là khi nào? Nói cho bạn Long biết đi Hương. Thực ra em là một người hay buồn hay khóc, cũng dễ khóc nữa. Đem tim mà thấy xúc động quá thì cũng tự rơi nước mắt. Nói chung là cũng hay dễ khóc. Hay là khi mà xem một cái chương trình nào đó mà cảm thấy người ta được tôn vinh, người ta chiến thắng cuộc chơi đó, mình cảm thấy mừng cho họ nên mình cũng khóc luôn. Sốc quá cũng khóc. Nhìn vậy rất là mạnh mẽ, nhưng mà đôi khi cảm xúc mình không có làm chủ mình. Còn anh thì sao? Anh thì anh không khóc. Buồn buồn thì buồn vậy thôi chứ anh không khóc. Con trai mà khóc sao ai coi. Đúng rồi, con trai mà khóc thì cũng hơi... hay buồn cười đó, cũng xem lại đó. Thật ra thì hai bạn có hai hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta nên bổ sung những cái bản lĩnh cho nhau để tình yêu nó sẽ trọn vẹn hơn ha. Bây giờ thì bạn Nam có thể mời bạn Hương tham quan một chút xíu về căn phòng của mình như thế nào, giới thiệu một chút về nơi mình ở thế nào cho bạn Hương nghe không? Anh đang học piano. Thank you.
rồi cũng chơi ly cam, rồi ở nhà buồn đó nha, không có không có chứ, nó chưa có bồ á, ở đây là cũng đang là căn phòng của anh. Mong em thì em anh thì anh rụt rè, mong em thì em chấp nhận cho anh, rồi cho anh tạo điều kiện cho anh một cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn. Anh thì anh luôn có ngại yêu xa đâu, thí dụ như mà mình nhắn tin mình tháng hay tháng mình ví dụ em bận công việc gì đó thì anh vẫn đợi được mà. Rồi thí dụ như mà em rảnh lúc nào thì em đi chơi lúc đó, nhưng mà anh thì anh em yên tâm đi, anh thì anh nhé gái lắm, anh không có mình thích người ta mình nói thế này cái kia để nói xạo bạn gái rồi nọ thì anh cái đó tuyệt đối là không có. Anh thấy cái phòng của Long á giống như phòng của hoàng tử vậy đó, đẹp quá à, gần như đang chờ công chúa gọi là về đó. Phương thấy sao, cảm nhận thấy sao? Nhìn như vậy là thấy bạn có điều kiện, rất là có điều kiện. Sống giống như là sống trong môi trường là thượng lưu, đã có sống đầy đủ rồi. Còn em thì em sống ở đâu cũng được. Anh đâu quan trọng điều đó đâu anh. Người con gái mà về hai vợ chồng mình đi kinh doanh, ví dụ như con này thì em kinh doanh thì lỗ lời hay lỗ thì đúng không em? Cái cổ động anh là anh thích à, chứ đâu có quan trọng đâu. Bây giờ ta sẽ chuẩn bị cái hình trái tim chưa? Các bạn chuẩn bị chưa? Nếu như mà đồng ý thì chúng ta hẹn hò, thì chúng ta sẽ đưa lên biểu tượng trái tim nha. Còn nếu như không thích thì chúng ta sẽ làm bạn với nhau. Quay cái biểu tượng là like ra nha. Rồi, chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm, hẹn hò hay không hẹn hò? 1. Em cảm thấy em giỏi giang, và vừa biết kinh doanh mà vừa biết vô bếp nữa, là người con gái giờ là kiếm hiếm lắm. Chắc là trẻ. Em thấy anh khuôn mặt rất là sáng, xanh. 2. Vậy lúc nào em mới đi chơi với anh được? Tại vì em không biết đi chơi. 3. Thực ra em là một người hay buồn hay khóc. Tháng hay tháng buồn, ví dụ em bận công việc gì đó thì anh vẫn đợi được mà. Xin mời. Trái tim của bạn Hương sao nhỏ quá vậy? Trái tim của bạn Long to thế. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Chúc hai bạn sẽ có những cuộc hẹn hò rất là lãng mạn, rất là thú vị. Chúc cho sự kết nối này sẽ thành công. Và mong một ngày sớm nhất thì bạn Long và bạn Hương sẽ thông báo cho Quyền Linh là chúng em đã hẹn hò với nhau thành công rồi nha. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Như vậy là chúng ta đã kết nối thành công cặp đôi đầu tiên, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Họ sẽ không nhìn thấy mặt nhau. Khi nào chúng tôi kết nối thì họ mới nhìn thấy mặt nhau. Mời bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi gặp cô gái ạ. Cuộc đời của em thì khá là may mắn vì được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Dù hoàn cảnh gia đình có những lúc vất vả, khó khăn, nhưng mà cha mẹ em luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em. Và nhìn lại thì mình chẳng có một mối quan hệ nào được yên ổn. Và một phần thì cũng do bản thân em là rất là nặng gánh vì gia đình, muốn chăm lo cho cha mẹ, cho nên là chần chờ cái việc mà đi tìm hạnh phúc riêng. Mỗi khi mà trải qua những cái thất bại trong tình cảm, em luôn nhìn lại bản thân mình chưa thực sự tốt, thì em sẽ cố gắng để hoàn thiện mình, sống tốt hơn. Em vẫn tin mình sẽ có được một tình yêu thật sự trọn vẹn, nhất định rằng hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười đến với mình. Chào em gái. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh ạ. Rồi, xin mời bạn nam. Về mẫu người bạn gái lý tưởng thì mình cũng thích một người phụ nữ thích sống thiên về tình cảm giống như mình, thích nấu ăn. Mình thì mình cũng thích cùng nhau vào bếp với vợ nấu ăn. Và mình cũng người phụ nữ, đặc biệt là con gái nó không uống rượu bia. Tại vì mình thì cũng sống như thế nên
rượu bia đi tiếp đối tác thì mình có uống, nhưng còn mà mỗi ngày mỗi uống hay là bạn bè cứ gọi tới là nhậu, gọi tới nhậu, mình không thích như vậy. Rồi về cái một người lý tưởng mình, nói chung là ngoại hình cân đó vừa phải được rồi. Em xin chào anh Quỳnh Linh, em tên là Lê Minh Tuấn, năm nay em 31 tuổi. Em hiện đang kinh doanh về lĩnh vực điện thoại và em sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Mình có ưu điểm, khuyết điểm thế nào hả Tuấn? Dạ, ưu điểm của em thì có khả năng xử lý tình huống một cách bình tĩnh, xử lý. Mình có khả năng là nhìn thấy tư duy tốt về những cái lĩnh vực kinh doanh mới, những cái cơ hội đầu tư mới thì mình có thể nhìn thấy nó. Nhưng mà ngược lại về tình cảm thì em lại không giỏi được vậy. Con trai thì em thấy thường là có tứ đủ tường, nhưng mà em thì không dính trong tứ, mà em nằm trong cái thứ năm á. Và ham ăn, ham ngủ, mình sinh hoạt một cách healthy á, với lại ngủ sớm á, mà đa số những bạn trẻ bây giờ em thấy thì lại không như vậy. Có lẽ là nhiều bạn nữ sẽ không thích mình ngủ sớm hay là muốn mình khuya chơi với họ. Nhưng mà anh thấy em đâu có ăn nhiều đâu, cũng ốm mà. Tại em kén ăn, thích ăn ngon. Bạn nữ nói cho bạn nam nghe đi. Tính của em thì hiền, dịu dàng, nhỏ nhẹ. Rồi em sống có trách nhiệm, hiểu chuyện và biết quan tâm giúp đỡ mọi người. Thì em cũng có một cái số năng khiếu về văn chương và nghệ thuật. Ưu điểm cũng là nhược điểm là do cái tính nó hiền quá, đôi khi nó không có quyết đoán được một số việc cũng khó khăn, giống như trong công việc. Em cũng giận dữ lắm, nhưng mà các bé lại nói với em nè, còn các bạn ơi, cô thấy giận dữ dễ thương quá. Rồi em cũng bó tay trong khó khăn trong cái công tác quản giáo. Cái nhược điểm thứ hai thì rất là lớn của em là sống nó hơi tình cảm. Gia đình em có một mình em mà, cho nên là em có ý định muốn quen một cái bạn trai ở gần nhà để mà chăm sóc được ba mẹ. Cũng ý định nhiều khi cũng không muốn lấy chồng, bỏ ba mẹ. Cảm thấy như vậy thì nó không ổn lắm. Thì ba mẹ nào cũng mong muốn mình tìm được hạnh phúc, mà dẫu ở chỗ nào đi nữa thì miễn sao mình hạnh phúc thì em nghĩ ba mẹ cũng vui. Không biết anh ở Sài Gòn thì sao, em có lên Sài Gòn ở được không? Tại vì công việc của anh thì ở đây rồi. Đó, em nghĩ chắc là do duyên thôi. Ví dụ như nếu mình cảm thấy hợp nhau, cảm thấy tình cảm đủ lớn thì sẽ có những cái quyết định đúng đắn hơn. Mà hồi nãy thì em nghe anh chia sẻ thì em cũng thấy là anh có một cái điểm chung giống em, ngủ sớm. Thì thật ra các anh con trai bây giờ thì em thấy là ít có cái thích cái mẫu người giống như em. Em thì cũng hơi già dặn một chút xíu, thì em không có cái tình cảm của em thể hiện, thường nó thầm lặng. Ví dụ em thương một người nào đó thì em sẽ kiên định với cái mục tiêu mà em chọn, có nghĩa là sẽ cùng đồng hành với người đó cho dù mà khó khăn gian khổ như thế nào đó. Nhưng mà em không có thể hiện nhiều, không ngày nào cũng không có nhắn tin là em nhớ anh, thương anh gì này nọ mãi mãi. Cái câu đó thì em không có làm được nhiều như vậy. Lúc mà đi làm về mệt lắm là khoảng 8 giờ rưỡi 9 giờ là em ngủ mất rồi, em chỉ gọi nếu như có người bạn trai thì em chỉ gọi em nói chuyện trong vòng ít phút để thấy mặt nhau, để biết nhau là bình an sau một ngày. Vậy là em sẽ thích một mẫu người đàn ông thế nào ta? Lúc trước đó nha, thì em thích những cái anh chàng mà chững chạc, phong độ, đẹp trai. Nhưng mà sau tất cả thì em thấy là cái ngoại hình của cái người đàn ông á, nó thật sự nó cũng không quan trọng. Ví dụ như bây giờ mình thích cái cô gái đó, nhưng mà tìm hiểu sau thời gian hơn 1 tháng 2 tháng gì đó mình thấy là không hợp, thì bạn trai cứ việc nói là chúng ta không hợp để dừng lại với nhau. Chứ em không thích trường hợp mà các anh quen giống như say cua đó, quen rất là nhiều bạn sau đó giống như là chia tay thì không nói chia tay, vẫn lưỡng lự như thế. Và em cũng gặp trường hợp như vậy, là trực giác của con gái nó nhạy cảm, và em những trường hợp thế thì em tự động em sẽ rút lui để mà em nhường hạnh phúc lại cho anh đó chọn. Thì có một số điểm thì cũng giống em, thì cũng sống tình cảm, với lại mình cũng thời gian cho công việc á, thì mình cũng không có thời gian đi để gặp hết người này người kia quen sơ cua như em nói đâu. Nên anh nghĩ đã chọn một người rồi đó thì anh sẽ quan tâm đến một người đó, còn thời gian mình còn làm những việc khác nữa. Nhưng nếu mà yêu nhau chúng ta thành công thì chúng ta sẽ có thể đưa ba mẹ lên Sài Gòn luôn được không Thúy? Dạ, nếu như em cảm thấy tìm hiểu hợp nhau và tình cảm đủ lớn thì chắc cũng có thể. Điều gì cũng có thể chân á.
Bạn mong muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nói chung một nửa yêu thương của em thì cũng đơn giản là nó hơi cao, khoảng 1m6 trở lên. Tại vì em cũng cao, khuôn mặt thì nhìn dễ nhìn xíu, không có mức quá nhô chỗ cần nhô, hớp chỗ cần hớp. Quan trọng là cái tánh tình bên trong á, nói chuyện được với nhau là coi ai đúng ai sai, chứ không phải là cái tôi mình cứ luôn cho là mình đúng. Em là luôn như vậy, thí dụ như cái người phụ nữ mà giỏi hơn mình thì mình cho người phụ nữ quyết định, thì nói chung là hai bên hiểu nhau thì mới sống được với nhau lâu dài. Để anh Tuấn chia sẻ cái đường tình duyên của Tuấn cho bạn Thúy nghe đi. Trước giờ thì em cũng có hai mối tình, thì một mối tình là thời đi học thì cũng, nhưng mà còn mối tình thứ hai của em á, tụi em quen nhau cũng được 7 năm, sau đó cưới nhau thì cũng được hơn 1 năm rồi ly hôn. Thì nói chung em cũng đã trải qua một lần gãy đổ, thì không biết có bạn nữ có ngại không á. Ly hôn em... được bao lâu rồi anh? Ly hôn cũng 1 năm. Có con chưa Tuấn? Dạ chưa anh. Còn Thúy, Thúy có mấy mối tình rồi? Dạ, đường tình duyên của em thì nó giống như gió thoảng mây bay vậy. Tại em cũng cảm thấy không có một mối tình nào mà trọn vẹn với mình. Thì cái duyên tình cảm nó đến và nó đi với em rất là nhanh. Thời thanh xuân, cả tuổi thanh xuân của em thì em dành để yêu bộ đội. Lúc đó cũng là một cô gái cũng có mơ mộng. Chủ yếu là yêu xa qua cái màn ảnh điện thoại như thế này thôi. Cũng không thành, bởi vì cái khoảng cách địa lý nó quá xa, trong khi các anh cần những cái người ở gần để quan tâm chia sẻ hơn. Và sau những cái lần mà thất bại trong tình cảm đó, thì em phải nhìn lại bản thân của mình. Mình có những cái khuyết điểm gì đó mình chưa thật sự tốt, cho nên người ta mới không có chọn mình. Thật ra thì anh thấy thế này nè, Tuấn gãy đổ một lần rồi, chắc có rất nhiều kinh nghiệm để có thể chăm sóc người vợ sau này của mình. Và Tuấn cũng là một người con kinh doanh rất là tốt, chưa có con nữa. Điều này cũng tạo thuận lợi cho bạn. Quan trọng là chúng ta sẽ tìm hiểu nhau thế nào thôi. Chuẩn bị sẵn sàng chưa Tuấn? Cái vợ thì tất cả là em cũng đã chuẩn bị rồi. Thời gian đầu có thể ở chung với gia đình em, tại vì nhà em thì cũng nhiều phòng. Nhưng mà nếu mà ở chung mà không hợp á, thì hai đứa có thể bàn nhau, thì em có thể cho hai đứa ra riêng cũng được. Ở trước thì em có mua nhà, nhưng mà sau này thì em cũng không có ở đó nữa. Tại em cũng tại vì ở một mình á cũng hơi buồn, thì nên về ở với ba mẹ. Các bạn sẽ trả lời 5 câu hỏi cùng với nhau để chúng ta xem ở đó có các bạn có hiểu ý nhau chưa. Rồi bây giờ anh Quỳnh Linh sẽ đặt ra câu hỏi nha. Bạn thấy mình là một người hướng nội hay là hướng ngoại? Dạ em thì thấy mình là một người trung lập, hướng nội bên trong nhưng mà cũng đồng thời cũng giao lưu phát triển bên ngoài. Còn bạn Tuấn? Em cũng vừa ngoại luôn. Em thì em thích cái cuộc sống nó thoải mái, trẻ trung. Nhưng mà đôi khi nhiều cái mình làm thì nó cũng hơi già xíu. Ngoài cơm, bạn thích ăn món gì thay thế cơm? Rồi đưa lên đi. Hủ tiếu. Rồi tại sao Tuấn lại thích ăn phở? Mọi thích ăn thứ khác. Em nghĩ sao, thí dụ như sau một ngày làm việc mệt nhọc quá, chứ là buổi tối thí dụ mà sau khi mình nhậu về thì buổi sáng là hay ăn phở, nó mau lấy lại sức. Mai mốt có vợ rồi còn có thèm ăn phở nữa không? Không, ăn thì ăn món ăn thôi, còn vợ thì mình chỉ nghĩ tới vợ thôi, tại vì cái người vợ là người bên cạnh mình tới suốt cuộc đời mà. Khi ăn thịt kho, trứng, bạn thích ăn trứng hay là thích ăn thịt? 1, 2, 3. Đã kho trứng với thịt thì phải ăn hai thứ thứ chứ. Tiếp theo, bạn yêu ai nhất trong gia đình của mình? 1, 2, 3. Cha, mẹ. Có và bạn Thúy thì thích yêu cha nhiều hơn, và bạn Tuấn thì yêu mẹ nhiều hơn. Rồi, bạn có ghen hay không? Rồi đưa lên. Thúy thì có, còn Tuấn thì có nhưng mà ít. Đúng rồi, tình yêu nó phải có ghen chút xíu. Hai bạn cũng giống giống nhau ha. Câu tiếp theo, nếu có con và sinh một bé thì bạn thích sinh con trai hay con gái? Thử xem sở thích của bạn có trùng khớp với nhau hay không. 1, 2, 3. Tuấn thì thích con gái, Thúy thì thích con trai. Vậy thì mình sinh luôn hai đứa luôn. Rồi, bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi kết nối hai bạn sẽ nhìn thấy nhau nào. Bắt đầu.
Dạ em chào anh. Ừ, anh chào em. Hai bạn cảm nhận về nhau đi đó. Em dạ, cảm thấy lúc nghe giọng nói nghe giọng nói của anh thì cảm thấy rất là gần gũi, ấm áp. Anh nói là cái tiêu chuẩn á thì em cao có 1m56 rồi anh ơi. Với lại gương mặt của em thì nó hơi bầu bĩnh, nó hơi tròn. Không biết là anh có không thích không? Hai người thật sự mà về ở với nhau á thì tự nhiên mình nhìn từ cái là mình quen à. À, bây giờ chúng ta sẽ đến với 5 câu hỏi các bạn có thể trao đổi với nhau. Bạn hãy cho biết 5 điểm mà bạn đang thích người đối diện của bạn là gì? Tóc dài, mặt thì cũng tròn tròn. Với là em thích người phụ nữ mà mặc áo dài. Với là bạn Thúy thì nhìn hiền. Mà làm cô giáo thì thấy bạn Thúy cũng lanh, cũng vui tánh. Em thì em thích anh Tuấn ở chỗ là anh có giọng nói rất là ấm áp, truyền cảm. Nhìn anh cũng gần gũi, thân thiện. Ba là ánh mắt. Tư là trong cách nói chuyện. Thứ năm là lại ngọt cười quá. Anh 31 tuổi là anh sinh năm mấy anh? 1990. Anh sinh năm 89 á, anh mạng mộc á, còn em là mạng gì? À tâm. Dạ. Mạng quả nè. Câu hỏi như sau, kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn là gì? Em có một cái tình cảm đặc biệt dành cho người cha của em nhiều. Ba em bị bệnh nặng và một mình em phải đưa ba em đi cấp cứu. Trong cái giây phút đó rất là nhiều cái cảm xúc lo sợ. Trấn an mình là phải mạnh mẽ. Tại vì có một mình em lo quán xuyến. Anh cũng mong là cha em là luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ ở bên em với mẹ. Dạ em cảm ơn anh. Còn cái kỷ niệm anh đang, trước lúc mà anh đang làm kinh doanh thì có một người chuyển tiền cho anh một số tiền. Thì cũng tương đối lớn, anh cũng không biết ai chuyển, cũng không liên lạc được với họ. Nhưng mà sau đó tự nhiên một thời gian anh bị công an kiếm tới. Lúc đó anh cũng không dám nói với ai hết á, thì chỉ có mình tự xử lý thôi. Tại vì sợ nói ra thì sợ ba mẹ buồn rồi lo. Thì qua câu chuyện này thì em thấy anh cũng là một người rất là bản lĩnh. Và em khâm phục cái việc xử lý tình huống của anh. Mình đang có thể vượt qua cái cuộc khủng hoảng như thế thì anh cũng rất là giỏi. Kể 3 điểm chung giữa bạn và đối phương. Giống nhau về cái mặt sống tình cảm. Hiền, hai đứa cũng hiền. Cũng trải qua một số chuyện tình trường cũng lâm ly bi đát. Còn cái điểm nữa là ngủ sớm. Thì thứ nhất là cái suy nghĩ nó giống nhau, chịu lắng nghe đối phương. Và thứ ba là có lẽ là những cái việc gì mà cần xử lý thì chúng ta có thể ngồi lại để nói chuyện với nhau, bàn bạc với nhau. Ta sẽ đến với câu hỏi số 4. Điều gì bạn mong muốn làm mà chưa được? Thích được, em mong là sau này có thể được định cư ở một quốc gia phát triển. Hiện tại thì mình đang cố gắng để đạt được điều đó. Mong muốn của em thì cũng đơn giản đó. Em những người thân của em được bình an, có một cuộc sống hạnh phúc thường ngày. Mà em mong muốn là mình có thể giỏi hơn để mà phụ giúp ba mẹ, để ba mẹ đỡ cực hơn thôi. Chúng ta còn câu hỏi cuối cùng nào. Hãy mô tả ngắn gọn về những suy nghĩ của bạn đối với người đối diện. Dạ em thấy thì anh Tuấn có bản lĩnh. Thật sự rất tình cảm, dễ xúc động, có chắc. Anh thấy được đó, một bên bản lĩnh, một bên tình cảm. Bây giờ ta chuẩn bị nha. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì mình đưa trái tim lên. Nếu như không đồng ý hẹn hò, chúng ta đưa cái like lên. Sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Một. Tính của em thì hiền, dịu dàng, nhỏ nhẹ. Học với anh ở Sài Gòn thì sao, em có lên Sài Gòn ở được không? Gia đình em có một mình em cho nên là em có ý định muốn quen một cái bạn trai ở gần nhà để mà chăm sóc được ba mẹ. Hai. Ba. Tụi em quen nhau cũng được 7 năm, sau đó cưới nhau thì cũng được hơn 1 năm rồi ly hôn. Thì nói chung em cũng đã trải qua một lần gãy đổ. Dạ em thấy thì anh Tuấn có bản lĩnh. Xin mời. Anh nghĩ rằng với câu chuyện nãy giờ thì các bạn sẽ đưa trái tim, chứ tại sao lại... Em xin lỗi anh Tuấn nhiều, và
Hôm nay em không chọn, nhưng mà trên sóng truyền hình thì cũng rất là nhiều bạn gái đã nhìn thấy anh và những giá trị của anh. Anh Tuấn đừng có buồn em nha. Anh cũng cảm thấy ở em là một người rất tốt. Anh cũng rất vui khi được gặp em, cũng có cái khoảng cách địa lý giữa tụi mình á. Dạ. Vậy là ngày hôm nay hai bạn không đồng ý hẹn hò với nhau. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình và chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được nửa mảnh ghép của mình. Tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và lúc 18:00 thứ bảy và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh MCV Media. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.